Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Ten Hag chọn bến đỗ mới, Man City bán Jack Grealish, MU vung tiền tỷ ở phiên chợ hè. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Ten Hag chọn bến đỗ mới. Theo Daily Record, Erik Ten Hag luôn muốn được làm việc tại cả năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu và ngày ông chia tay đội chủ sân Old Trafford sẽ không còn xa. Trước đó, sau khi có quãng thời gian làm việc tại Bayern Munich, Ten Hag chuyển hướng sang Eredivisie để cầm đội Utrecht và Ajax trước khi cập bến MU vào mùa hè năm 2022. Ngoài ra, The Sun cũng báo cáo rằng Erik Ten Hag sẽ không còn nắm quyền ở mùa giải mới. Đây là thông tin khá sốc khi mà trong nhiều ngày liên tiếp, thông tin Team Madrid không còn tin tưởng tuyệt đối đang lan tràn khắp đường phố. Man City bán Jack Grealish. Manchester City được cho là sẵn sàng chia tay Jack Grealish trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 này khi mà phong độ của tuyển thủ Anh đã xuống thậm tệ, cộng thêm những chấn thương liên miên. Hiện tại, không có đội nào được cho là đang theo đuổi tuyển thủ Anh, nhưng mức giá tối thiểu mà The Citizens yêu cầu là 40 triệu bảng hoặc ít nhất là gửi anh đi cho mượn bởi mức lương của Jack Grealish hiện tại cũng đang thuộc top đầu của đội bóng. Bayern ném Conte. Harry Kane được cho là có thể sẽ tái hợp với Antonio Conte khi cựu huấn luyện viên Tottenham đã có tên trong danh sách rút gọn được nhắm đến để thay thế vị trí huấn luyện viên Bayern Munich. Real nhắm Mirella. Tiền vệ rút Bellingham đã kêu gọi đội bóng chủ quản Real Madrid chiêu mộ ngọc quý số 1 nước Đức là Mirella và ban lãnh đạo Los Blancos tỏ ra rất mừng vì lời giới thiệu này. Giroud đến MLS. Giroud câu lạc bộ Los Angeles đã có những động thái đàm phán chiêu mộ lão tướng Olivier Giroud. Hợp đồng của cựu tuyển thủ Pháp sẽ đáo hạn vào hè này 2024. Xác định bến đỗ mới của Thiago Silva. Trung vệ Thiago Silva năm nay 39 tuổi và sẽ hết hợp đồng với The Blues vào mùa hè này. Sau 4 mùa giải đóng vai trò trụ cột tại Chelsea, anh hiện đã không ra sân kể từ ngày 12 tháng 2 dưới thời Pochettino. Điều này khiến nhiều người tin rằng hậu vệ sinh năm 1984 sẽ rời Stamford Bridge vào mùa hè này theo dạng chủ nhượng tự do. Theo ESPN, Silva sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ cũ Luminense tại quê nhà Brazil sau khi rời Chelsea ở hè 2024. Đây nhiều khả năng cũng là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của Thiago Silva. MU vung tiền tỷ ở phiên chợ hè. Ngài Jim Ratcliffe đang lên kế hoạch tái thiết đội bóng nên nhiều khả năng MU sẽ có một mùa hè bận rộn. Theo Daily Mail, ngân sách Man United sẽ có số tiền 400 triệu bảng để chi cho chuyển nhượng hè 2024 nếu họ bán cả Rashford và Greenwood. Việc bán một trong hai cầu thủ kể trên hoặc cả hai sẽ được tính là lợi nhuận thuần túy trong hồ sơ tài chính mùa giải 2024-2025 của MU. Quy đó có thể thu về hơn 100 triệu bảng từ hai cầu thủ trưởng thành từ học viện. Điều này sẽ giúp họ tuân thủ các quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Chelsea quyết định bán Sterling. Chelsea đã đưa tiền đạo Sterling vào danh sách thanh lý ở hè 2024. The Blues cần bán trước khi mua, qua đó tránh án phạt từ FA. Cầu thủ người Anh đã chơi thất vọng trong thời gian gần đây và nhận nhiều chỉ trích từ cổ động viên nhà. Anh cũng là cái tên hưởng lương cao hàng đầu tại Stamford Bridge. Truyền thông đưa tin có một số câu lạc bộ tại Ả Rập muốn có chữ ký của cựu cầu thủ Man City và Liverpool. Man United và Chelsea giành sau Fulham. Chelsea và MU đang lên kế hoạch ký hợp đồng với hậu vệ Anthony Robinson của Fulham vào cuối mùa giải. Robinson được định giá hơn 35 triệu bảng. Chelsea đang rất cần sự củng cố thêm chiều sâu đội hình và Robinson có thể là sự bổ sung chất lượng cho họ. Tương tự, MU cũng cần đầu tư vào hậu vệ trái bởi lúc sau gặp khá nhiều vấn đề về chấn thương còn Malaysia hầu như không ra sân. Arsenal tính gây sốc với Isak. Truyền thông Anh cho biết Arsenal bày tỏ sự quan tâm đến Alexander Isak của Newcastle. Pháo thủ rất muốn bổ sung một tiền đạo đẳng cấp vào mùa hè tới. Đội chủ sân Emirates sẵn sàng chi ra con số không dưới 80 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhà người. Dù gặp nhiều chấn thương nhưng tiền đạo người Thụy Điển vẫn ghi được 16 bàn cho chiếc chòe từ đầu mùa. Bên cạnh chân sút của Newcastle, đội bóng của huấn luyện viên Arteta cũng để mắt đến Ivan Toney của Brentford, Victor của Sporting và Victor Osimhen của Napoli. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Man City tiếp tục nâng cấp hành lang cánh. Theo nguồn tin từ Vichaze, The Citizens sẵn sàng chi đậm cho cầu thủ chạy cánh Eberechi. Vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, họ từng mở đàm phán chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi nhưng không thể đạt thỏa thuận với Crystal Palace về mức giá. Hiện tại, Man City sẵn sàng trồng 90 triệu euro lên bàn đàm phán để đổi lấy sự phục vụ của Eze. MU ra giá 130 triệu euro, Real lập tức trả lời. Theo Defensa Central, đội bóng La Liga đã có quan điểm rõ ràng về ngôi sao chủ lực của họ. Việc Real Madrid đã đạt thỏa thuận cá nhân với Mbappe khiến tương lai Rodrigo đứng trước những hoài nghi. Ngôi sao người Brazil đang chơi thăng hoa trong những năm gần đây và trở thành nhân tố quan trọng tại Real Madrid. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán cho rằng sự xuất hiện của Mbappe có thể khiến anh bị lu mờ. Trong khi đó, MU cũng đã cân nhắc khả năng đưa cựu thần đồng Santos về Old Trafford nhằm gia cố hàng công. Hãng tin Defensa Central tiết lộ, Quỷ Đỏ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 130 triệu euro nhằm thuyết phục Real Madrid nhà người.
Tuy nhiên họ khẳng định chủ tịch Florentino Perez không quan tâm đến đề nghị này. Real dường như đang muốn tạo ra bộ ba nguyên tử với Rodrigo, Vinicius cùng Mbappe ở mùa giải tới. Do đó, đại diện La Liga sẽ giữ chân tất cả ngôi sao của họ. Chính vì thế, ngoại trừ trường hợp Rodrigo bày tỏ mong muốn ra đi, nếu không MU sẽ khó có cơ hội trong thương vụ này. Cựu sao Man City gây phẫn nộ vì so sánh Pep và Jurgen Klopp. Trong một cuộc tranh luận gần đây trên trang Sport, Danny Mills chỉ ra Jurgen Klopp chỉ vô địch một Premier League sau 9 năm. Danny Mills, cựu hậu vệ từng khoác áo Man City giai đoạn 2004-2009, cũng nhấn mạnh Liverpool đã có 5 mùa giải không danh hiệu trong 8 chiến dịch đã chơi dưới thời Jurgen Klopp. Vì thế, cựu danh thủ này đi đến kết luận gây sốc Jurgen Klopp không ở cùng đẳng cấp của Pep Guardiola. Nên nhớ, ngay cả Ranieri cũng đã vô địch Premier League một lần. Một số huấn luyện viên đã đến Chelsea và giành được nó trong mùa giải đầu tiên của họ, Conte chẳng hạn. Phản ứng từ các fan Liverpool sau cuộc tranh luận này diễn ra là cực kỳ tức giận và phản đối tột độ. Chelsea nhắm hai lão tướng Modric hoặc Toni Kroos để tăng cường kinh nghiệm cho đàn em. Hiện tại, hai tiền vệ trụ cột của Chelsea là Fernandes và Gallagher mới chỉ 23 và 24 tuổi, cái xây đấu thậm chí còn trẻ hơn với 22 tuổi. Trong toàn bộ đội hình, ngoại trừ Silva, trung vệ kỳ cựu 39 tuổi thì không còn một cầu thủ nào trên hàng công đã bước qua tuổi 30. Theo nhận định của Ashley Cole, đội bóng Tây London nên chiêu mộ một trong hai cầu thủ là Kroos hoặc Modric để tăng cường kinh nghiệm cho đội quân non trẻ của huấn luyện viên Pochettino. Ivan Toni mong muốn đến Real Madrid. Ivan Toni là cái tên được các đại gia như Arsenal hay Chelsea nhắm đến. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh lại bất ngờ khẳng định bến đỗ lý tưởng đối với anh là Real Madrid. Trong cuộc phỏng vấn với Sky, Ivan Toni cho biết: "Nếu Brentford muốn bán tôi ở kỳ chuyển nhượng hè tới đây thì tôi mong đội bóng sẽ thu được một khoản tiền đáng kể. Về phần mình, tôi muốn được chuyển đến Real Madrid. Sau buổi đào nhá thất sủng chưa tìm được bến đỗ mới." Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Cedric sẽ không gia hạn hợp đồng với Arsenal và sẽ rời pháo thủ sau khi mùa giải này khép lại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiện chưa tìm kiếm bến đỗ mới và muốn dành sự tập trung cho phần còn lại của mùa giải cùng Arsenal. Ở tuổi 32, Cedric vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu. Fenerbahce, Rome hay Dortmund được cho là muốn ký hợp đồng với Cedric. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.